Thư sư trong vô môn quan công án 18 hỏi Phật là gì? Đáp ba cân mè. Công án 21 hỏi Phật là gì? À, đó. Rồi trong tam tổ thực lục của Việt Nam cũng có công án hỏi Phật là gì? Đáp cháu cám chứ có giả. Cho con hỏi những công án như vậy có bị xem là phỉ báng Phật không? Cái này á thì nó phải xem cái tâm của cái người mà họ đặt ra cái công án này, họ có cái sự tôn kính Phật hay là không. Nó hơi kỳ, chứ còn sư thấy rất là ngại nếu mà so, ví dụ như đem ba mẹ của mình mà so như thế. À, rồi mình nói là mình không có chấp ngã thì sư thấy nó hơi kỳ lạ. Bởi vì chư thánh thinh văn đệ tử của Đức Thế Tôn cũng không bao giờ nói về vị thầy của mình như thế. Chư Phật Độc Giác cũng không bao giờ nói như thế. Và chư Phật Chánh Đẳng Giác cũng không bao giờ nói như thế. Tức là khi mà sư xem ở trong kinh tạng chú giải các thứ thì chưa bao giờ có các vị thánh nhân từ sơ quả cho đến nhị quả, tam quả, tứ quả cho đến chư Phật Độc Giác hoặc chư Phật Chánh Đẳng Giác, chưa bao giờ các vị ấy nói về các bậc thánh nhân như thế cả. Hoặc nếu như mà quý vị tìm thấy thì vui lòng cho sư biết. Cho nên á, có những chuyện mà thánh không làm mà mình làm, mà kẹt cái là mình làm mình lại cho nó là hay, thì sư e là phải xét lại ha. Tức là mình thấy là mình hơn thánh, thánh không làm mà mình làm cái đó mà mình nghĩ là mình giỏi, thì mình chắc có lẽ sư thấy hơi bất ổn mà mình phải xem xét lại. Còn có chuyện đó có phải phỉ báng Phật hay không thì hãy hỏi tâm của vị ấy ha. Chứ còn ai biết tâm của họ là cái tâm gì thì đó, giờ tâm của họ là tâm Phật hay là tâm đóng phân thì họ biết chứ sư cũng không biết. Mà mình nói thì mất công người ta bắt bẻ này nọ kia, nó cũng phiền. Cho nên tốt nhất là mình tu theo lời dạy của Phật thì nó sẽ tốt hơn. Và mình cũng sẽ không có sợ mình động chạm bất cứ ai ha. Cứ tu theo Phật là an ổn nhất, an vui nhất, và chắc chắn đi đến sự giải thoát giác ngộ. Còn tu theo cái trường phái nào khác thì đi lên hay đi xuống đôi khi mình cũng mập mờ ha. Và xin qua câu hỏi tiếp theo.